Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin 9 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày hôm nay, bão số 5 bắt đầu di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Hoàn lưu bão khiến thời tiết các tỉnh ven biển Bắc Bộ trở vào Trung Bộ có mưa to. Từ đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay, thời tiết từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Đêm nay cho đến đêm ngày 21 tháng 10, phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, vùng Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào đến mưa to với lượng mưa có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng lưu ý mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động từ 1 đến 2, có sông trên báo động 2. Do đó có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Bên cạnh đó là nguy cơ sạt lở bờ sông, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông. Cần có các giải pháp bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Thưa quý vị, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã thực hiện các biện pháp tạm thời cách ly đối với một bệnh nhân nghi mắc đậu mùa khỉ. Hiện sức khỏe của bệnh nhân bình thường, chỉ có triệu chứng phát ban ở bàn tay và chân. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang, dự kiến kết quả có vào sáng ngày 19 tháng 10. Bệnh viện Đà Nẵng lập danh sách tất cả nhân viên, người tiếp xúc gần với trường hợp này tại bệnh viện để tư vấn, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ khi tiếp xúc cuối hoặc đến khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính. CDC Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, nơi bệnh nhân cư trú, điều tra thêm thông tin của bệnh nhân, xác minh những trường hợp tiếp xúc gần để tư vấn hướng dẫn, tự theo dõi sức khỏe. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các cá nhân tổ chức đưa thông tin sai lệch về sách giáo khoa phổ thông, có giải pháp ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai sự thật. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa phổ thông hiện hành như giã gạo thổi cơm, bạn An dũng cảm, bắn tung tóe, dẫn đến nhiều bình luận tiêu cực về sách giáo khoa, người biết sách giáo khoa và ngành giáo dục. Các nội dung trên không có trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa hiện hành nào được sử dụng trong các nhà trường. Cụ thể, với hình ảnh bài đồng dao giã gạo thổi cơm, nhiều ý kiến cho rằng nội dung mang ý nghĩa xấu khi dạy trẻ con nói dối, không phù hợp để đưa vào sách giáo khoa. Tuy nhiên, thực tế bài đồng dao này nằm trong cuốn Nựng Nựng Nà Nà thuộc bộ sách Đồng Dao Cho Bé của nhà xuất bản Kim Đồng, in vào năm 2022. Ngoài ra, nhiều ngữ liệu văn học khác cũng bị các trang mạng chia sẻ rầm rộ để phê phán sách giáo khoa hiện hành nhưng thực chất không còn được lưu hành. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và CropLife Châu Á đã tổ chức diễn đàn ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững nhằm cập nhật và trao đổi những thông tin tổng quát về xu hướng nghiên cứu, phát triển và tích hợp công nghệ mới, giải pháp sáng tạo hướng tới nền nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông sản đạt 38,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó trồng trọt là 19,54 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 50,8% giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Ông Tiến cũng khẳng định Việt Nam sẽ trở thành bếp ăn của thế giới, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà Việt Nam sẽ đóng góp lớn cho vấn đề an ninh lương thực thế giới. Để làm được điều này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng khoa học và đổi mới sáng tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong khuôn khổ của diễn đàn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Hiệp hội CropLife Châu Á đã ký biên bản về hợp tác thúc đẩy nghiên cứu phát triển và ứng dụng giải pháp công nghệ tiên tiến như sinh học trong nông nghiệp giai đoạn 2023-2030. Thưa quý vị, các bác sĩ khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình và thẩm mỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công một khối u khổng lồ nặng 23kg bao trọn vùng ngực, lưng cho một bệnh nhân nam 39 tuổi được nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng do khối u bị vỡ bên trong và chảy máu ồ ạt. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân cách đây hơn 20 năm có mổ khối u ở bệnh viện tỉnh, tuy nhiên khi phẫu thuật khối u chảy máu quá nhiều nên đã phải đóng lại. Khối u càng ngày càng lớn thêm, to hơn cả phần ngực và lưng của bệnh nhân và vẫn không dừng lại. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong. Tuy nhiên, đây là một ca phẫu thuật phức tạp nên buộc phải phẫu thuật theo nhiều giai đoạn để hạn chế nguy cơ bệnh nhân tử vong trên bàn mổ. Ca phẫu thuật được thực hiện trong vòng gần 14 tiếng đồng hồ và chia làm 2 lần với sự tham gia của 30 y bác sĩ với lượng máu truyền cho người bệnh là 5 lít.
Hiện sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các vết thương đang trong quá trình liền sẹo. Bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt nhẹ nhàng. Tiếp tục với những tin tức quốc tế, thưa quý vị, Israel sẽ cho phép hàng hóa cứu trợ chuyển từ phía Ai Cập vào dải Gaza. Đây là thông báo mới được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra ngày 18 tháng 10, trong đó nêu rõ chỉ có thực phẩm, nước và thuốc thang được phép đưa vào dải Gaza. Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ, theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Israel sẽ không chặn nguồn cung cấp hàng hóa cứu trợ nhân đạo từ Ai Cập cho dải Gaza. Thông báo có đoạn lưu ý, hàng hóa cứu trợ sẽ được phép đưa vào cho người dân ở phía nam của dải Gaza, miễn là không đến tay của Hamas. Ngoài ra, Israel sẽ không cho phép hàng hóa cứu trợ từ lãnh thổ của nước này sang dải Gaza cho tới khi các con tin người Israel được trả về nước. Xung đột bùng phát từ ngày 7 tháng 10 đã khiến hàng nghìn người ở cả Israel và dải Gaza thiệt mạng. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, ngày 18 tháng 10, Ngoại trưởng của nước này Sergei Lavrov đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Nga, dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Lavrov có các cuộc gặp với giới chức cấp cao Triều Tiên, thảo luận một loạt vấn đề quan hệ song phương và vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin cũng đã nhận được lời mời thăm chính thức Triều Tiên. Tuy nhiên, lịch trình cần được điều phối thông qua các hoạt động các kênh ngoại giao. Ông Peskov không loại trừ khả năng vấn đề này có thể được trao đổi trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov. Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến công du tới Nga. Thưa quý vị, hạ nghị sĩ Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump đã lại thất bại trong cuộc bỏ phiếu thứ hai tiến hành vào ngày 18 tháng 10, thậm chí còn mất thêm sự ủng hộ so với cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra trước đó một ngày. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Jordan được 199 phiếu ủng hộ, kém một phiếu so với vòng thứ nhất, và hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, được 212 phiếu, trong khi các ứng viên cần tối thiểu là 217 phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Tổng cộng có 22 hạ nghị sĩ Cộng Hòa không bỏ phiếu cho ông Jordan tại vòng bỏ phiếu này. Bất đồng nội bộ trong Đảng Cộng Hòa khiến Hạ viện Mỹ hiện vẫn không có người lãnh đạo chính thức. Được biết, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã đưa ra một kế hoạch trao thêm quyền lực cho quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry để Hạ viện Mỹ tái hoạt động. Ngày 18 tháng 10, các nhà lãnh đạo Bỉ, Thụy Điển và các quan chức điều hành Liên minh châu Âu-EU cam kết sẽ thắt chặt an ninh biên giới và tăng cường cho hồi hương người di cư sau vụ một người Tunisia bị từ chối nhập cư vào EU xả súng, làm thiệt mạng hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển tại Bruxelles của Bỉ hôm 16 tháng 10. Các nhà lãnh đạo đã đưa ra cam kết sau lễ tưởng niệm hai nạn nhân nói trên, đồng thời lên án đây là một vụ tấn công khủng bố. Vụ nổ súng đã phơi bày rõ hơn những khó khăn dai dẳng của EU trong việc quản lý người tị nạn và di cư, trong đó có những lỗ hổng an ninh và thất bại trong việc hồi hương những người bị cho là không có quyền ở lại liên minh, gồm 27 quốc gia thành viên này. Theo Thủ tướng Bỉ và Thụy Điển, các biên giới ngoài EU được bảo vệ tốt hơn trước nạn nhập cư trái phép, nếu không châu Âu sẽ không thể duy trì được việc đi lại tự do trong liên minh. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.